Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em ở tiết học hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề số 1, chủ đề đại dương mênh mông. Tiết 3, đại dương trong mắt em. Chúng ta vào hoạt động 1, khám phá. Kể tên các con vật có trong tranh. Trong đây có hình vẽ con bạch tuộc, con cá và con cua. Các con vật có hình dáng, màu sắc, đặc điểm như thế nào? Mỗi con vật có những cái hình dáng khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Có con vật thì được tô màu bằng những chấm tròn, bằng những cái đường thẳng, đường xiên. Rồi có những con vật thì được dùng những chấm màu để tô, có những con vật thì tô màu. Em thích con vật nào? Em chọn con vật gì để vẽ? Các em chú ý quan sát, trên đây cô có một số bức tranh. Các bức tranh này vẽ nội dung gì? Các bức tranh này vẽ nội dung cảnh vật dưới đại dương. Vậy dưới đại dương có những gì? Chúng ta thấy dưới đại dương có những con vật sống dưới đại dương mà chúng ta đã học ở tiết 1. Ngoài những con vật sống dưới đại dương thì có thêm những cọng rong, rêu, những hòn đá, sỏi dưới đại dương. Cô vừa cho các em quan sát một số bức tranh vẽ cảnh vật dưới đại dương. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn mình cách tạo bức tranh về đại dương. Để tạo bức tranh về chủ đề đại dương thì bước thứ nhất là chúng ta cần phải có một tờ giấy trắng. Nếu các em không có tờ giấy vẽ thì các em có thể sử dụng giấy tập trắng để sử dụng vẽ. Bước thứ hai là trên tờ giấy trắng đó chúng ta sẽ vẽ hình những con vật dưới đại dương mà các em thích. Cách vẽ hình các con vật dưới đại dương mình đã học ở tiết tuần rồi. Sau khi vẽ hình các con vật dưới đại dương, các em tô màu, có thể sử dụng chấm nét mảng để tô màu. Sau đó các em dùng kéo cắt lấy hình con vật dưới đại dương mà mình vừa vẽ ra. Bước thứ ba là các em sẽ dùng màu để tô vào một cái tờ giấy trắng khác. Tô màu mặt nước, các em có thể vẽ thêm rong, đá ở sỏi ở dưới đáy đại dương. Bước thứ tư là mình sẽ đặt những cái hình con vật đã vẽ ở bước 2 sau khi mình cắt ra lên bức tranh cảnh sau nước ở đại dương mà các em vừa vẽ. Các em dùng hồ dán những con vật vào. Sau đó các em có thể vẽ thêm những cái bong bóng nước giống như là con vật đang thở, làm cho cái bức tranh của mình nhìn nó sẽ sinh động hơn. Đó là cô vừa hướng dẫn các em các bước để tạo một bức tranh về chủ đề đại dương. Các em chú ý quan sát. Cô vừa hướng dẫn các em các bước để tạo một bức tranh về chủ đề đại dương. Các em chú ý nghe yêu cầu thực hành. Các em sẽ vẽ hai con vật sống dưới đại dương mà mình thích vào một tờ giấy trắng. Sau đó tô màu, dùng kéo cắt lấy hình con vật ra. Bước thứ hai là các em sẽ vẽ màu mặt nước, biển. Vẽ có thể vẽ thêm rong, rêu vào trang chính vở bài tập mỹ thuật lớp 2. Bước thứ ba là các em sẽ lấy hình các con vật đã cắt, dán lên hình mặt nước vừa vẽ. Có thể vẽ thêm một vài bong bóng nước cho bức tranh thêm sinh động. Các em hãy hoàn thành bài tập chụp hình gửi lên link Padlet đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Chuẩn bị chủ đề 2, đường đến trường em. Tiết 1 chúng ta sẽ học là phương tiện giao thông. Các em xem trước bài, chuẩn bị bài. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em.